đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Mẹ Mai Phương lên án một số nghệ sĩ showbiz chà đạp gia đình khiến ai cũng sốc. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, trên mạng xuất hiện một đoạn clip 14 phút ghi lại cảnh bố mẹ của cố diễn viên Mai Phương đang làm việc với luật sư Mai Tiến Luật để giành quyền nuôi La Vi từ tay Phùng Ngọc Huy. Theo đó, ông bà nhờ đến pháp luật và những cơ quan có thẩm quyền can thiệp để sớm đưa cháu về, bởi nhiều lần sang nhà nội La Vi xin gặp cháu nhưng không được. Tiếp nối dòng sự kiện, Họa My, một trong hai bảo mẫu của bé La Vi, cũng là người được Phùng Ngọc Huy ủy quyền chăm sóc con gái, cũng đứng ra đệ đơn kiện luật sư Mai Tiến Luật. Khi cùng bố mẹ của diễn viên đưa ra thông tin một chiều, ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống cá nhân, Phùng Ngọc Huy đích thân ra mặt để xin lỗi và cảm ơn hai cô bảo mẫu. Mới đây nhất, một đoạn clip bố mẹ Mai Phương và luật sư trao đổi lại tiếp tục xuất hiện gây xôn xao vì lời khẳng định của bố nghệ sĩ Mai Phương. Theo chia sẻ của bà ngoại bé La Vi, càng ngày giới showbiz nghĩ rằng chung tay che lấp cả bầu trời. Luật sư Mai Tiến Luật dẫn lại quan điểm của mẹ Mai Phương trong clip. Một số nghệ sĩ trong showbiz đã lợi dụng sức mạnh truyền thông của họ để đạt được mục đích riêng bằng cách chà đạp lên gia đình bà. Bà Tâm cùng chồng làm việc với luật sư của mình. Đến ngày hôm nay không thể chịu đựng được, tất cả mọi người đang chỉ vào tôi. Những nghệ sĩ làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi. Tôi chịu không nổi và buộc phải tìm lấy luật sư. Tôi đã tìm đến rất nhiều luật sư nhưng họ ngại, họ sợ bị ném đá. Những người trong showbiz cứ nghĩ một tay che lấp cả bầu trời, coi thường pháp luật, bọn họ không có tình cảm và luật pháp cũng coi thường. Mọi người xung quanh đã động viên tôi phải làm cái gì đó để lấy lại danh dự. Cũng trong cuộc hội thoại này, mẹ của cố diễn viên Mai Phương bộc bạch: chúng tôi không muốn trong cái cảnh mẹ mất, bố ở xa và hai cô ở cạnh chỉ là người giúp việc trả tiền. Tôi cũng gặp gia đình bên kia, nhất trí là đưa La Vi về để hai bên nội chăm sóc cháu bằng tình thương. Còn Huy ở Mỹ ổn định công việc, còn chờ ngày đoàn tụ với con gái. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.